Em chào các bác, lại là chiếc xe XK 2009 này của em đây các bác ạ. Thì hôm nay em xin phép mọi người và các bác theo dõi em hơn mọi người nhé. Là em chia sẻ cho các bác về chiếc xe này, em xin phép cắt lỗ và xả thêm để em muốn bán đến tay người tiêu dùng các bác nhé. Và hiện tại em chốt chiếc xe này với giá là 170 triệu các bác ạ. Chi tiết thì em làm rồi, nhưng hôm nay em xin phép là chia sẻ lại kỹ càng hơn, chi tiết hơn về chiếc xe này để cho bác nào đang có nhu cầu, để các bác có thể nắm rõ mọi người nhá. Đầu tiên em xin phép mọi người là em nói đến thông tin của chiếc xe. Đây là một chiếc xe Ford XK, máy 2.3, máy xăng, một cầu, số tự động, sản xuất 2009, tên tư nhân biển tỉnh, một chủ sử dụng từ đầu. Chiếc xe này là mang biển số ở Bắc Ninh các bác nhá. Hiện tại thì công tơ của nó là 15 vạn cây số. Còn thực tế thì em nghĩ nó cũng sẽ phải hơn một chút đấy các bác ạ. Bởi vì là cái xe đời này thì các bác cứ nôm na là cứ cho nó là khoảng 20-30 vạn thì cũng không sao các bác. Bởi vì cái tầm tiền thì chúng ta cũng không thể nào đòi hỏi hơn được, đúng không các bác? Còn em chia sẻ với các bác về vấn đề giá bán thì sao ạ? Em thì em chia sẻ với các bác là em tổng đầu tư con xe này đến thời điểm giờ nó nằm với em là cũng khoảng gần nửa năm rồi. Và tổng tiền đầu tư vào chiếc xe này em là khoảng hơn 200 triệu một chút đấy các bác ạ. Em là em không kêu mọi người nhá, bởi vì em nói xả lỗ là em xả lỗ. Bởi vì chúng em kinh doanh thì có xe nọ và có xe kia, chứ em không kêu đâu mọi người. Đây là em đang chia sẻ với các bác thôi, để các bác nào đang có nhu cầu chúng ta muốn mua thì em sẽ để cho các bác thôi mọi người nha. Em cắt lỗ, còn giá chốt cuối cùng không bớt đấy là 170 triệu các bác ạ. Con xe này thì em đã cho rút hồ sơ cầm tay rồi các bác nhá, nên bác nào mua về thì chúng ta cũng chỉ có phát sinh khoảng 3-4 triệu tiền sang tên thôi các bác. Còn chất lượng xe thì chiếc xe này thì thế này các bác ạ. Về cột kèo, keo chỉ thì xe không có vấn đề về đâm xô tai nạn. Còn xước sát, va quệt, sơn si thì không thể nào tránh được các bác. Còn con xe này thì em cũng đã cho một nước sơn quay đen rồi các bác nhá. Hiện tại nó đang hơi bụi thì do vậy nó còn hơi trắng một tí thôi các bác ạ. Em đã cho sơn quay cả xe rồi các bác. Còn về máy số thì sao? Máy số của chiếc xe này hiện tại máy số và gầm bệ thì hoạt động bình thường, không có vấn đề gì xảy ra cả các bác ạ. Em cũng đã cho bảo trì, bảo dưỡng, thay rô tuyên, tăm bông giảm sóc. Có một con giảm sóc nó cũng bị chết, giờ vậy là cũng thay rồi các bác nhá. Còn máy số chiếc xe này các bác hỏi em là có zin hay không thì em cũng xin khẳng định với các bác là nó không zin nữa đâu các bác ạ. Không thể nào zin 100% cho một chiếc xe đời như thế này đâu các bác. Đó, ở về bên ngoài xe mọi người nhá, bên thân vỏ xe thì em đã nói là sơn quay xong rồi này. Ở cái phần đèn pha này, cái thời điểm em mua về ấy, mọi người, thì nó ố vàng ạ. Em hiện tại em đang đã cho đánh bóng qua rồi mọi người nhá, nên là nó cũng sáng được tầm này thôi. Đấy, và cái logo Ford này mất rồi, thì em đã mua một cái logo Ford này mới các bác nhá. Thì ngoài ra em có gắn thêm một bi cầu lồi này, một đôi bi cầu lồi này để cho nó sáng hơn, cho nó đẹp hơn các bác ạ. Đó. Ở la răng này, cái la răng này thì nó vẫn còn là la răng nguyên bản theo xe các bác nhá. Em mới chỉ cho tẩy ố la răng thôi chứ em chưa cho sơn lại. Rất may là em cũng kiếm được 4 quả lốp Michelin phần trăm, tức là gì? Quả lốp lướt thôi các bác. Tức là lốp này cũng là lốp cũ, em mua cũ em lắp vào mọi người nha, nhưng mà nó còn khá tốt. Đây các bác này, các bác nhìn gai này. Gai lốp này. 4 quả lốp Michelin như này thì các bác đỡ về chúng ta không phải thay rồi. Đấy, hay là kể cả là cái bậc lên xuống này cũng thế. Cái bậc lên xuống này em cho sơn đen sần lại rồi các bác nhá. Đây cái lốp Michelin sau này các bác này. Đó, 4 quả như một mọi người nhá. Đấy là em cũng chia sẻ với các bác. Còn về giá bán thì thật sự với các bác là ở trên mạng xã hội thì có người nọ có người kia, người trả rẻ, người trả thấp. Người thì bảo là mấy chục thôi, nhưng em không quan tâm vấn đề đấy đâu các bác ạ. Tài sản của em mà, em mua về bây giờ em lỗ em cũng không kêu với các bác mà. Em đang chia sẻ với mọi người rằng em đầu tư thì nó không có lãi thôi, nên là bây giờ em cắt lỗ. Đó, còn lỗ thì bây giờ em chịu chứ mọi người không chịu, nên là mọi người cũng đừng bảo em ném đá em làm gì cho nó phức tạp mọi người ạ. Chúng ta cứ hoan hỉ với nhau cho nó vui vẻ các bác nhỉ, chứ không có gì là phải căng thẳng cả. Đó. Đây, kính lái có cái đèn này các bác nhé. Cái đèn này là đang bị ố này, đấy, vào nước này. Thì các bác về thì các bác xử lý, hoặc là em cũng có thể xử lý được cho các bác. Còn đèn bên này thì là đèn zin, nguyên bản theo xe vẫn còn các bác nhé. Đây là phiên bản XLS ấy, thì nó là phiên bản một cầu các bác ạ. Còn XLT là phiên bản hai cầu. Con này nó có phiên bản động cơ là 3.0 nữa, V6 nữa cơ. Nhưng con này của em là 2.3 V6. Còn mức tiêu hao nhiên liệu ấy, thì em bảo 10 lít. Thì nhiều bác lại vào bảo rằng là nó phải ăn 15-20 lít, nhưng không có đâu các bác. Làm sao mà chiếc xe 2.3 nó ăn đến 15-20 lít được các bác.
kể cả là nó sâu rồi, tùy vào các cách của các bác sử dụng thôi đó. Còn với cá nhân em thì em chốt luôn nó là 12 lít đi, để cho các bác tập xác định mọi người nhá. Chứ em nói 10 lít thì các bác bảo em khiêm tốn. Đó các bác nhìn giúp em này, cái kính con xe này nhá, em đã có cho làm thêm cả vấn đề gọi là kính cách nhiệt này này. Kính cách nhiệt này là em đã cho dán lại toàn bộ một kính lớp kính mới rồi mọi người nhá. Táp ly này. Nội thất của con xe này thì có cái trần này mọi người này, cái trần này nó hơi bẩn các bác nhá. Em không kịp vệ sinh và em nói thật với các bác là em không muốn đầu tư nữa. Em chán rồi. Nên là em muốn thanh lý, bác nào mà mua đấy em để cho các bác giá đấy, về các bác đầu tư thêm được cái gì thì các bác đầu tư. Và bộ ghế da nâu da bò, da này thì nó cũng chỉ là da công nghiệp thôi mọi người nhá. May mắn là em không phải đầu tư thêm da, bởi vì là cái da này nó là da nguyên bản. Lúc em mua như thế nào là nó vẫn còn nguyên như thế. Đó các bác này, từ những cái tay nắm cửa hay là nẹp chân kính này em cũng đã chỉnh chu hết rồi. Gương đèn rồi thì gầm bệ tất cả mọi thứ các bác nhá. 170 triệu để các bác mua sử dụng ấy thì em thấy nó là hợp lý rồi đấy các bác ạ. Còn thì nó phải tùy vào điều kiện của bác nào thôi. Đây mọi người nha. À, nội thất này. À đăng kiểm của con xe này thì cũng mới hết đấy các bác nha. Mới hết đăng kiểm về chúng ta sẽ phát sinh thêm mấy triệu tiền đăng kiểm nữa. Đó. Thì bây giờ em cứ tính cho các bác là về tính tổng tiền đầu tư đi, cả tiền sang tên với đăng kiểm thì các bác cứ cho là 180 đi. Thì các bác một con xe sử dụng, các bác đi quanh quanh cà phê cà pháo, chúng ta không có nhu cầu sử dụng đi xe đi xa quá nhiều thì nó là một chiếc xe hơn 100 triệu hợp lý mà, đúng không mọi người? Đó. Vô lăng thì em cũng đã cho bọc da lại mới rồi mọi người nha. Bọc một lớp da mới này. Đó. Điều hòa này, xe này chưa có màn hình. Ghế da này à, đây các bác này. Kể cả là mấy cái chốt cửa, mấy con chuột cửa này này, em cho thay mới rồi đấy các bác ạ. Đó. Đây này các bác này. Chuột cửa này, chuột cửa bên này này, em cho thay mới rồi các bác nhá. Nên là nó hoạt động tất cả, tức là gì ạ? Cái xe này bây giờ các bác em đầu tư là nó hoạt động bình thường thôi, ngon lành cành đào rồi. Nên là bác nào mà có nhu cầu chốt được thì em để kỷ niệm cho các bác. Đó, còn em nói là lỗ các bác tin hay không thì cũng không quá quan trọng đâu các bác, bởi vì nó là tài sản của em mà. Em hồ sơ cầm tay rồi các bác nhá. Hồ sơ cầm tay rồi ạ. Ford X-Kết sản xuất 2009 này. Đèn đóm, máy móc, tất cả mọi thứ là em ok hết rồi các bác. Về thì nói thật với các bác là thời điểm mua, em mua không mọi người? Em cũng chia sẻ thẳng thắn với các bác là em mua con xe này là 185 triệu. Em về đầu tư vào con xe này là khoảng hơn 20 triệu. Tiền gọi là dọn dẹp với cái nọ với cái kia. Đó. Thì bây giờ em xin phép mọi người là tổng tiền đầu tư của em là hơn 200. Thì bây giờ em cắt lỗ đi mọi người. Em cắt để em lấy tiền để em mua xe khác. Em mua xe khác thì em lại bán cho mọi người. Em bán cho mọi người xe khác mà còn lãi thì em nó lại bù vào thôi mọi người. Đó, xe nọ bù xe kia mà mọi người, đúng không ạ? Đó. Tiện đây thì em chia sẻ luôn cho các bác là em mới về con xe Ford Ranger này mọi người nha. Con này của em nó là phiên bản XLT, hai cầu số tự động, sản xuất và đăng ký 2023 các bác ạ. Chạy 13.000 cây số, 765 triệu mọi người nha. Xe này thì mới đét rồi, mới tinh 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 luôn các bác ạ. Không có gì để chê cả. Rồi em cảm ơn các bác mọi người nha. Còn em cũng xin chia sẻ luôn là em chốt luôn là 170 triệu, dưới giá 170 triệu chắc em không bán. Em vẫn để nữa. Để đến khi nào mà em tìm được bác nào mà mua đồng ý mua với 170 triệu thì lúc đó em bán mọi người ạ. Còn các bác ơi, các bác đừng ném đá mọi người nha. Em cảm ơn các bác ạ.